nghĩ bảo chắc cuộc đời mình sẽ không có con được rồi. Thất bại trong đủ mọi thứ luôn. Lúc đấy thì cái cuộc sống mà phía trước nó vừa mới diễn ra mà, biến cố mọi thứ nó cũng vừa mới diễn ra, thì nó cũng chưa thể nào quên, nó nguôi ngoai đi được. Chuyển phôi về mà cứ nằm ì một chỗ, xong là bắt đầu là nghĩ ngợi, nghĩ suy, xong là khóc lóc. Đến ngày 14 thì mình thử beta thì không có beta. Thất bại lần đầu tiên. Thế bao nhiêu cái dồn nén của cái thất bại đó thì mình dành hết và bắt đầu lại tiếp tục hành trình tiếp theo. Lại đi canh niêm mạc luôn. Nhưng mà cái tâm trạng ám ảnh của cái lần đầu nó chưa thành công ấy, mình cũng vẫn còn hoang mang, áp lực thậm chí hơn lần đầu rất nhiều. Bởi vì lần đầu nghĩ rằng là đi làm cái IVF này là sẽ có con rồi, là tự tin hơn một chút. Nhưng mà bị thất bại rồi cho nên thành ra bị áp lực hơn. Thế xong là ngày 13 mà thử beta lại vẫn không thành công. Thế tiếp tục khóc nhiều hơn nữa, khóc nhiều rất nhiều so với lần đầu. Nghĩ bảo chắc cuộc đời mình sẽ không có con được rồi. Thất bại trong đủ mọi thứ luôn, cả về gia đình, cả về hôn nhân, cả về con cái.